Đây là anh Sáu Quế, anh đang mài cái dụng cụ rửa dừa của mình đó bà con. Thì ảnh đi đi tới đâu cũng phải đem cục đá mài theo ha anh? Đúng rồi, đi tới đâu cũng đem theo, đằng mình có lục mình mài chứ. Mát này nó đâu có bé hoài đâu, dọc một hai cây ấy, nó lục lại rồi. Mài cho nó bén lại, mình gọc nó mau một chút. Rồi đó, dễ bén rồi đó. Quá mau. Tôi là người gọc dừa, coi như là cái mát này mát gia truyền của ông già để lại, nhưng mà ông già không có làm dừa này, coi như là cũng như tự mình bản thân mình coi mình làm đó, là làm cũng lâu lắm à, mấy hai chục năm nay bây giờ ngày nào cũng làm hết trơn á, mà nghỉ không được nghỉ. Giờ cô bác tôi kêu quá tay kêu rồi, giờ động cụ nhúc hết trơn. Đây bà con cô bác thấy ba cái dừa này để lâu không mặn, để tụt trái quá rồi, giờ mình mặn cho có trái lại đó. Mà mặn thì cho sạch sẽ từ dưới lên tới trên đọt luôn đó, mà mặn bảo đảm cô bác anh em á, là chừng 2 tháng đậu trái lại xung xê lại đó. Rồi bà con cô bác coi nó ra làm sao đó, giờ hiện bây giờ nó dơ dữ lúc nè, nó tụt trái đâu có đậu được đâu, giờ mình gốc cho sạch hết trơn. Đó, rồi mới đậu lại cái đâu để gì mà đậu đâu, tụt hoài vắng đây nè, tụt khô buồn luôn, tụt khô buồn hết trơn luôn bà con ơi. Sáng này quá trình cái sơ nó cứng này, quá cứng nha. Thằng này ha, mà mới gọc tối ngày không có nhiêu cây đâu thì nó cứng. Nhầm cái này nhầm giống hay gì? Nhầm giống. Nguyên cái khu này có 4-5 cây này ha, là mới có cây này là anh ngán nhất luôn. Bởi vậy nãy anh nói anh ngán cây này. Ừ. Nó thấy cái sớ nó dày to hết hồn vậy chứ. Gọc vậy cây mình tính trung bình hết hay là cây bự cây nhỏ tính riêng anh? Cái cây này nói chung ra gọc là mình tính bự cho bự nhỏ nhỏ vậy đó. Cây bự là nhiêu ngàn anh? Cây bự 50.000, còn cái nhỏ là 40, nhỏ nữa là 30. Vậy ha. Mà tùy theo nghe bà con mình khác. Anh em thì gà lạ thì nó thêm giá khác nữa. Vậy là người quen là giá ưu đãi hơn ha. Cũng như mình bớt lại chút vậy đó. Bà con thì khác. Đây là nghề gọc dừa nghe bà con. Đang nổi lên mấy năm nay rất là hot luôn. Và trên địa bàn thì bây giờ là những cây dừa mọc lên rất là nhiều. Và hầu như nhà nào cũng có trồng dừa. Tuy nhiên thì cái sợ thợ gọc dừa là cũng rất là khó khăn để kiếm một cái người thợ giỏi nha quý bà con. Ê, anh này là một trong những thợ giỏi trong địa bàn, rất là giỏi, anh rất là nhanh nhẹn và leo cây rất là giỏi và khéo léo nha bà con. Nó nói chung là cái cây này nó khó, là sớ quá to hay lâu một chút, còn sớ nhỉ thì mà mau cho mình thôi. Anh có thể cho biết là tại sao mình phải rửa mấy cái mạng nhện dừa này không anh? Cái này nó chung ra là phải bắt buộc phải rửa. Rửa cho nó sạch cái không có sâu bọ gì đuông ăn. Bỏ thuốc vô một cái nữa, gọc cho sạch với nhện cái mấy gà trái. Đậu lại. Cần phải rửa sạch đó thì cây dừa mới có gà trái nghe bà con. Nếu không đó là nó gặm gạp như vậy thì đuông rồi con bọ cánh cứng sẽ tấn công cái cây dừa của mình nha bà con. Tấn công có khi chết cây luôn. Đúng rồi, có khi là chết cây luôn đó.
anh trên tay anh là một cái cây mát, thì anh có thể nào chia sẻ về cái xuất xứ của cái cây mát gọc dừa này, anh mua ở đâu không anh? Nhưng cái mát này của ông già để lại là cây mát gia truyền hả anh? Gia truyền. Dạ. Nó có gì đặc biệt không vậy anh? Nó nói chung ra nó cũng có cái đặc biệt là cái nó tổ nó thép nhiều nó bén á, dễ là. Dạ. Thì bây giờ trên thị trường mình có thể mua được cây mát bán như vậy không anh? Cũng được mà nó không bằng mát này. Vì mát này nó gọn á. Bên kia nó bự, nó khó làm. Mát gia truyền nha mọi người. Ừ. Thì cái cây mát này nó có lịch sử bao nhiêu năm, theo anh bao nhiêu năm rồi anh? Thì anh biết cái mát này ha. Cỡ khoảng 60 năm rồi. Dạ, 60 năm. Ồ. Con già không để lại á. Cây mát 60 năm nghe bà con. Mà có sự thật đó, chứ không có nó dốc láo gì. Quá dữ luôn. Lúc trước nó bự lắm, làm riết nó mòn. Ngày xưa bác trai có theo nghề rửa dừa này không anh? Không đâu. Nhưng mà cái mát của ông chuyện để lại vậy đó. Chứ không có rửa dừa. Hồi xưa dừa ít. Mát này chắc ngày xưa là sát thủ đâm heo, có đâm heo gì có, không anh? Có. Ồ, vậy mát này là cây mát sát thủ nghe, nghe có bà đâm con. Heo đó. Quá bén luôn. Bột qua đây đi. Quá tài. Mọi người có thể thấy là ảnh rất là khéo léo và thân hình rất là uyển chuyển, có thể là trèo lên rồi nghiêng xuống rồi ngã lên rồi lắc qua lắc lại nghe mọi người. Cái người cây dừa này hơi dở nè, bị cái sớ nó to đó, cái dừa sớ nhuyễn gọt một lại sạch lắm, cái to gọt nó chằng ngay nó, mà nó không khéo mà cái sớ nhuyễn. Nãy là nó mát 60 năm ha anh? Từ 60 năm nữa. Ừ. Anh. Thì bà con mình có nhu cầu mà rửa dừa hay là gọc mạng nhện dừa thì liên hệ với anh Sáu Quế nha bà con. Anh Sáu Quế hay còn gọi là nickname là anh Sáu Nhỏ. Trên địa bàn ấp An Lương, xã Lương Phi, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Số điện thoại luôn. Số điện thoại anh, đọc số điện thoại giùm anh. 0344 lớn anh. 0344 710 608. 0344 710 608. Đúng. Dạ. Có gì bà con cứ liên hệ qua số điện thoại 0344 710 638 nha bà con. 608. 608 là cuối đó. Thì bà con đặt cái ngày trước, tại vì ảnh là lúc nào ảnh cũng rất là bận rộn nha bà con. Điện thoại cứ liên tục, giờ cái khách hàng lúc nào cũng phải mà nó cho ngay trước. Là điện trước là một thời gian mới được, bây giờ còn lo chạy xịn được tùm lum hết trơn á, chứ đúng không rồi. Có thời gian mà gánh. Anh này là một cái người rất là đa tài nha bà con, có thể là ảnh chạy xịn đó, là tức là vét bùn ở đáy ao đó bà con. Ở Châu Phú ấy. Ở Châu Phú. Thì một lần nữa thì bà con có nhu cầu mà chạy xịn này cũng liên hệ số điện thoại trên luôn nha bà con. Trên địa bàn Châu Phú. Đâu chạy xịn đâu có liên hệ địa bàn khác được hả anh? À, Châu Phú nhiều. Thì làm cái điểm này đó. Nhấn gọc gọc luôn cái một nó thấy. À, cây mát này lại hại quá. Quá bén. Thấy trên thị trường bây giờ người ta rau người ta bán cái quéo á anh. Quéo hả? Ừ. Quéo thì nói chung làm cũng được mà nó thật bằng cái mát này. Mát này mình thọc sâu được. Còn quéo không thọc sâu được ha? Ừ, quéo đâu có thọc sâu được. Nó chỉ là nó cào ở trên lưng lớp thôi.
mổ trên á, mổ gọc miếng đi, nó ở trên không nha. Gọc cây dừa phải nói là không còn chỗ nào mà chê được nữa, sạch sẽ như là mới tắm xà bông lai bôi, quá sạch. Gọc sâu bên trong mà gọc từ gốc tới ngọn luôn, từ trên mà chút xuống. Cây dừa như là được là hồi sinh vậy đó quý bà con, quá là sạch luôn.